Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ gồm có hai trục tung hay còn gọi là trục y. Đây đây bạn thấy hai biểu đồ chúng ta sẽ có hai dạng trục, một bên là cột số lượng, một bên là cột thành tiền tương ứng. Thì với dạng biểu đồ này các bạn có thể vẽ bằng cách như sau. Đầu tiên chúng ta quét bảng dữ liệu cần vẽ. Chúng ta bạn vào Insert, chọn dạng biểu đồ cần vẽ. Ví dụ bạn cần vẽ dạng lines, dạng hai đường đồ thị, bạn có thể chọn dạng lines để vẽ. Xuất hiện biểu đồ xong thì bạn thấy trên hình này chỉ có một trục tung mà thôi, là cột về thành tiền. Còn có số lượng nữa thì nó bị ẩn phía dưới này rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục chọn phần format. Format bây giờ chúng ta chọn cái dạng đó là chọn cái cột đó là số lượng. Thì khi bạn thấy phần số lượng sẽ được tô chọn. Rồi, thì phần này chúng ta sẽ chọn cho nó là vào phần format selection. Ở đây bạn chọn phần secondary, nghĩa là cái cột thứ hai trong bảng. Thì lúc này bạn thấy trên biểu đồ người ta đã xuất hiện thêm một cột trục tung y nữa, là cột hiển thị về số lượng. Đó cách chúng ta vẽ biểu đồ gồm hai trục tung. Có nghĩa là bạn phải lên vào đây, sau khi chọn xong phải vào phần format, bạn chọn phần số lượng, thanh của số lượng, sau đó ta vào phần format selection, bạn chọn nó là cái cột thứ hai secondary là xong. Khi đó nó hiển thị hai cột trục tung cho bạn. Đây là dạng vẽ đồ thị gồm có hai đường. Sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ biểu đồ dạng cột và kèm theo đồ thị. Đầu tiên ta cũng quét bảng dữ liệu, bạn vào Insert luôn. Chúng ta cũng chọn vẽ biểu đồ dạng cột bình thường. Thì bạn sẽ được một biểu đồ này gồm chỉ có một cột thôi, đó chính là cột về thành tiền. Còn cột số lượng nằm ở đâu? Thì giống như nãy chúng ta tiếp tục vào phần Format. Bạn chọn phần là cột số lượng. Rồi bạn chọn tiếp vào phần Format Selection, chọn cái phần là Secondary. Thì nó xuất hiện cho ta một cái cột thứ hai là cột trục tung bên này, là hiển thị cho cột số lượng. Nhưng hiển thị bây giờ nó là dạng cột luôn chứ không phải là dạng là đường đồ thị. Thì chúng ta sẽ chuyển lại thành đường đồ thị bằng cách mình vào phần design, chọn phần chart type, chọn chọn là dạng là đường link mà bạn muốn. Thì ok, chúng ta sẽ được dạng là hình cột và có đường đồ thị luôn. Các bạn chú ý ha. Đó là cách chúng ta vẽ biểu đồ gồm có hai cột trục tung và một trục x. Chúc bạn thực hành tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài tiếp theo.